Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình Trang Địa Phương huyện Thăng Bình phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam số tháng 4. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Quý 1, Thăng Bình phát triển được 20 đảng viên mới là thông tin tại hội nghị huyện ủy mở rộng lần thứ 17 vừa diễn ra vào sáng ngày 2 tháng 4. Cuối tháng 4 năm nay, Thăng Bình tổ chức hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP, sẽ có 70 gian hàng tham gia tại hội chợ. Xã Bình Phú nỗ lực trên hành trình về đích xã nông thôn mới nâng cao. Thì thống kê đến cuối năm 2023 thì trong 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao thì địa phương đánh giá hiện đến bây giờ là đạt 19 tiêu chí. Các thông tin trên lĩnh vực văn hóa thể thao sẽ có trong phần sau của chương trình. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 2 tháng 4, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức Hội nghị Huyện ủy mở rộng lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 và những nội dung quan trọng khác. Trong quý 1 của năm nay, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện Thăng Bình tập trung tổ chức đợt sinh hoạt chính trị vững bước dưới cờ đảng nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và sinh hoạt về nội dung bài viết tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua đó góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng thực hiện. Trong quý 1 của năm nay đã kết nạp 20 đảng viên mới, đạt 16,7% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Cạnh đó, Huyện ủy Thăng Bình còn chỉ đạo các ngành chức năng của huyện tập trung thẩm tra, đánh giá, hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 đối với xã Bình Phú và Bình Chánh. Từ ngày 26 đến ngày 28 tới đây, tại sân vườn quả thị trấn Hà Lam, Thăng Bình sẽ tổ chức hội chợ trưng bày sản phẩm OCOP, dự kiến sẽ có khoảng 70 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, huyện, sản phẩm đặc trưng của địa phương và sản phẩm OCOP 3 sao trở lên. Trong đó, huyện Thăng Bình 50 gian hàng, các đơn vị ngoài huyện là 20 gian hàng. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở ở Thăng Bình cũng mở 22 gian hàng ẩm thực với các món ăn truyền thống của địa phương. Hội chợ nhằm đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ sản xuất, cơ sở sản xuất kinh doanh, quảng bá, kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trước đó, Thăng Bình cũng đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2018-2023. Đến nay, huyện Thăng Bình có 31 sản phẩm của 25 chủ thể được công nhận, trong đó 27 sản phẩm hạng 3 sao, 4 sản phẩm hạng 4 sao, riêng có một sản phẩm tiềm năng là 5 sao. Thưa quý vị và các bạn, được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2017. Những năm qua, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình đã tập trung huy động mọi nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và các tiêu chí để phấn đấu về đích xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Canh tác 6 sào lúa ở cánh đồng tổ 13 thôn Lý Trường, xã Bình Phú. Trước đây, để vận chuyển giống, phân bón, vật tư sản xuất vào ruộng hoặc vận chuyển lúa từ ruộng về nhà gặp nhiều khó khăn. Cuối năm 2023, được đầu tư vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, địa phương đã vận động người dân hiến đất, tham gia ngày công làm tuyến đường giao thông nội đồng dài hơn 520m, mặt đường bê tông kiên cố rộng 3,5m. Từ khi hoàn thành tuyến đường, việc sản xuất của người dân được thuận lợi hơn. Thì nhà nước cũng quan tâm là coi như là được ưu tiên là làm cái tuyến đường này, bà con thì cũng gặt lúa, rồi xe má cà, má gạt, rồi gặt lúa. Cũng nhờ tuyến đường này sẽ làm cái đường bê tông này, là cũng có cái dễ dàng hơn, thuận lợi hơn. Cùng với làm đường bê tông giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, xã Bình Phú còn vận động nhân dân đồng thuận tham gia hoàn thiện từng tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Nhà văn hóa thôn Lý Trường được đầu tư xây dựng và hoàn thành trước năm 2017. Tuy nhiên, còn thiếu nhiều thiết chế. Trước thực trạng trên, địa phương đã vận động nhân dân tham gia ngày công, đóng góp kinh phí để hoàn thành sân, tường rào, cổng ngõ. Năm 2023, Lý Trường được đầu tư 120 triệu đồng, trang bị hệ thống Wi-Fi, TV, máy tính, máy in và các trang thiết bị phụ trợ khác để xây dựng mô hình thôn nông thôn mới thông minh. Nhà văn hóa thôn Lý Trường là trước đây là không có, là mượn cái ủy ban để tổ chức thực hiện. Và trong quá trình sau đó thì cũng có được sự hỗ trợ quan tâm của nhà nước cấp trên và
thôn thì cũng ra tuyên truyền vận động nhân dân để hiến đất và cũng như góp công góp quả để cùng với nhà nước để xây dựng nhà văn hóa, để có cái điểm sinh hoạt cộng đồng của dân cư. Năm 2023, địa phương đã tập trung phân công cho tất cả các thành viên ban chỉ đạo bám sát những chỉ tiêu về tiêu chí nông thôn mới nâng cao đề ra. Từ đó thì cơ sở hạ tầng được đầu tư một cách đồng bộ. Năm 2023 thì đặc biệt hệ thống giao thông nội đồng tiếp tục đầu tư nâng cấp. Bên cạnh đó thì hệ thống điện chiếu sáng, rồi cảnh quan môi trường, đặc biệt cây xanh thì dọc những trục đường chính thì đã được đầu tư trồng mới và tạo ra một cảnh quan môi trường khang trang và so với những năm trước đây. Những cái việc làm như vậy thì thống kê đến cuối năm 2023 thì trong 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao thì địa phương đánh giá hiện đến bây giờ là đạt 19/19 tiêu chí. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là sự đồng thuận của nhân dân, đến nay xã Bình Phú đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Diện mạo nông thôn mới của xã ngày càng được đổi mới, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Điều đáng nói là việc chủ động tích cực của người dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới như hiến đất, tham gia nghề công làm đường, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần tạo diện mạo nông thôn mới khang trang. Chương trình xin được chuyển sang các thông tin trên lĩnh vực văn hóa thể thao. Thưa quý vị, vào sáng ngày 26 tháng 3, tại công viên Bầu Hà Kiều, Ủy ban Nhân dân huyện Thăng Bình phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam tổ chức khai mạc trại sáng tác văn học nghệ thuật năm 2024. Gần 40 hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam vừa tham gia trại sáng tác với các hoạt động đi thực tế tại thôn Linh Cang, xã Bình Phú, thăm di tích cuộc đấu tranh Hà Lam Chợ Được, di tích Lăng Bà Chợ Được, căn cứ Lỗn Bầu Bính, làng nghề nước mắm Cửa Khe, thăm chợ Tây Giang và bến sông Đồng Trì, giao lưu cùng nhân dân các địa phương. Đây là nguồn tư liệu quý để các hội viên phản ánh chân thực sự phát triển của đất và con người Thăng Bình trong từng tác phẩm. Được biết thành quả của trại sáng tác sẽ được thẩm định chuyên môn và giới thiệu trong buổi công bố giới thiệu tác phẩm mới vào tháng 7 của năm nay. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Thăng Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết công nhận 86 thôn khu phố văn hóa và tuyên dương khen thưởng cho 28 tập thể, 22 hộ gia đình và 13 cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào năm 2023. Nhân sự kiện này, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả nổi bật của phong trào qua phóng sự sau. Gia đình ông Lê Trung Phổ là tấm gương tiêu biểu ở khu phố 2 thị trấn Hà Lam trong nhiều năm nay. Ông được nhiều người nể trọng bởi không chỉ làm tốt vai trò hạt nhân tại khu dân cư, gia đình ông còn là tấm gương sáng trong phong trào xây dựng gia đình mẫu mực, con cháu thảo hiền. Về mặt gia đình là khuyên bổ con cháu là phải thực hiện cái nếp sống lành mạnh và biết thực hiện những cái cuộc sống mà quen hóa ở gia đình, giữ nếp sống lành mạnh của gia đình. Con cháu phải biết nghe lời ông bà cha mẹ, phải ngoan hiền, phải biết tôn trọng người lớn. Theo đánh giá, toàn huyện hiện nay có hơn 45.800 hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 83,04%. Trong đó có 71 gia đình văn hóa tiêu biểu 5 năm liền được tuyên dương khen thưởng. Cạnh đó, công tác xây dựng tập họ văn hóa luôn được các địa phương quan tâm. 253 trên 329 tập đạt danh hiệu tập văn hóa là con số biết nói cho những nỗ lực của các dòng tộc khi tham gia xây dựng phong trào này. Qua phong trào, các tập họ xây dựng được quy ước, hương ước, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đồng thời còn tích cực tham gia giúp nhau phát triển kinh tế. Hàng năm thì tập chúng tôi sinh hoạt là riêng hội đồng gia tộc mỗi tháng một lần vào ngày rằm để chi để hội đồng gia tộc đến viếng hương ông bà, hơn nữa là xem xét trong tộc dòng tộc có đau ốm thì mình đi tham viếng cho kịp thời. Có thể nói là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Thăng Bình trong thời gian qua đã dần đi vào chiều sâu, đặc biệt trong đó là cái việc mà xây dựng gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa trên địa bàn huyện trong thời gian qua rất là sâu nổi. Nhiều gia đình, nhiều tộc họ
đã tổ chức được những cái hoạt động mà để lại cái hiệu ứng xã hội rất là tốt. Thì qua đó thì nó góp phần rất là lớn vào trong cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Có thể nói phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Thăng Bình có những chuyển biến tích cực, nhiều khởi sắc. Các giá trị về văn hóa truyền thống được gắn kết trong mỗi cá nhân, gia đình, dòng họ và cộng đồng xã hội. Phong trào đã tạo được động lực trong thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng một xã hội lành mạnh, góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng quê hương Thăng Bình ngày càng giàu đẹp, phát triển. Huyện Thăng Bình vừa tổ chức thành công giải bóng chuyền bông lúa vàng năm 2024. Với kết quả, đội bóng chuyền Nam xã Bình Dương lên ngôi vô địch sau khi vượt qua Bình Nam với 5 set đấu đầy kịch tính và hấp dẫn ở trận chung kết diễn ra vào chiều ngày 31 tháng 3. Giải diễn ra trong các ngày từ 28 đến 31 tháng 3 với 22 đội bóng đến từ các xã thị trấn thi đấu ở 7 bảng với nhiều lượt trận hấp dẫn, nhiều pha bóng bất ngờ hài lòng người hâm mộ. Sau Bình Dương, ban tổ chức còn trao giải nhì cho xã Bình Nam và đồng giải ba cho xã Bình Nguyên và Bình Đào. Các cô gái của Thăng Bình của chúng ta vừa đoạt chức vô địch tại giải bóng đá 5 người tỉnh Quảng Nam năm 2024 tranh cúp Nina do Thăng Bình đăng cai tổ chức. Lần lượt vượt qua vòng bảng với các đội Núi Thành, Tây Giang, Đông Giang, các cô gái của Thăng Bình đã bước vào trận chung kết đầy duyên nợ với Núi Thành khi cả hai cùng loại đội bóng đá Tam Kỳ và đội bóng Hội An. Với đội hình kinh nghiệm và chất lượng, các cô gái của Thăng Bình liên tiếp tạo ra các tình huống tấn công nguy hiểm, đẹp mắt, chung cuộc với tỷ số là 2-1 đã đưa Thăng Bình lên ngôi vô địch. Sau tổ chức điểm tại xã Bình Minh, Bình Lãnh và Bình Phục, những ngày qua, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Thăng Bình đã tập trung tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao cấp xã lần thứ 10 kết hợp ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Nhiều hoạt động sôi nổi, hào hứng được diễn ra, trong đó có diễu hành qua lễ đài của hàng ngàn vận động viên, cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, học sinh và nhân dân các địa phương và hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Các địa phương còn tổ chức các môn thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao cấp xã, trong đó thì có 3 môn thi đấu bắt buộc gồm bóng chuyền, bóng đá điền kinh và các môn thể thao tự chọn theo điều kiện thực tế, truyền thống của địa phương. Các hình ảnh ấn tượng về ngày hội thể thao từ các xã thị trấn cũng đã khép lại chương trình truyền hình trang địa phương huyện Thăng Bình hôm nay. Những người thực hiện chương trình xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.